Làm cách nào để giúp các linh hồn gia nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn, dự lễ mỗi tuần cho các linh hồn, xin lễ hàng tháng cho các linh hồn, vì xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất để giúp các linh hồn. Nhưng nếu không thể xin lễ được thì hãy đi dự lễ nhiều hơn, thường xuyên hơn, rước lễ sốt sắng hơn, càng nhiều càng tốt, để cầu nguyện cho các linh hồn. Đây cũng là việc đạo đức rất tốt. Có một người chồng trẻ làm lương rất ít đã nói rằng: vợ tôi chết đã mấy năm, tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi thôi. Nhưng tôi đã đi dự lễ có đến hàng ngàn lần rồi để cầu nguyện cho vợ tôi. Đây cũng là một việc làm rất có ích cho các linh hồn. Chúng ta hãy quan tâm đúng mức để làm. Lần hạt sẽ được ân xá, đi đàn thánh giá cũng có rất nhiều ân xá. Đây là hai cách cũng rất tốt để cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh John Macias, như chúng ta thấy, người đã giải thoát được hơn 1 triệu các linh hồn. Phần chính là lần hạt, người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Còn một cách khác cũng để làm là đọc những lời kinh nguyện ngắn gọn, nhưng có rất nhiều ân xá. Hãy làm thật nhiều để dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Nhiều người đã thói quen đọc đến thuộc lòng lời kinh nguyện này có đến 1.000 lần mỗi ngày. Lạy trái tim Chúa Giêsu, con đặt niềm tin cậy nơi Chúa. Chỉ một lời ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ai nói 1.000 lần mỗi ngày sẽ được 300.000 ngày ân xá, với con số này sẽ cứu được bao linh hồn? Và nếu như ngày cuối của chúng ta không phải tháng này, năm này hoặc 50 năm sau, thì có phải là chúng ta sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian khi chúng ta không dùng để nguyện những lời kinh vắn tắt này? Như vậy, chúng ta đã mất biết bao ân sủng mà đáng lý ra chúng ta đã được hưởng. Chúng ta có thể và rất dễ dàng nói những lời kinh này hàng ngày, hàng ngàn lần mỗi ngày. Còn một cách khác có sức mạnh hơn là: lạy Cha hằng sống, con dâng Cha máu rất châu báu của Chúa Giêsu hợp với các thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới để cầu cho các linh hồn nơi luyện tội. Thiên Chúa đã chỉ cho bà thánh Gertrude hằng hà sa số các linh hồn được rời khỏi luyện ngục mà về thiên đàng nhìn lời kinh nguyện ngắn gọn này. Đó cũng là lời nguyện mà vị thánh này khi còn sống đã luôn luôn dùng để cầu nguyện. Những việc làm mang tính chất dâng hiến như hy sinh, hãm mình, tiết chế hưởng thụ, giúp đỡ người khác, có ý cầu cho các linh hồn, cũng giúp ích cho họ rất nhiều. Sự bố thí rất giúp ích cho các linh hồn. Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo choàng mà người đang mặc. Sau đó, Thiên Chúa đã hiện ra và cảm ơn ông. Lúc đó, ông mới biết người nghèo đó chính là Chúa Giêsu. Ông Jordan dòng Đa Minh không bao giờ từ chối bất cứ sự bố thí nào nếu họ nhân danh Thiên Chúa. Một ngày kia, khi bỏ quên cái bóp tiền ở nhà, lúc đó còn là một học sinh, thì có một người nghèo tới xin bố thí vì tình yêu Thiên Chúa. Thay vì từ chối, ông đã cởi sợi dây nịch quý giá đang đeo ở lưng ra. Đó là sợi dây ông đã được giải thưởng, và đưa cho người nghèo khó kia.
Sau đó vua nhà thờ, ông thấy sợi dây lịch của ông đang thắt ngang lưng tượng chịu nạn trên tường. Nhờ vậy, ông mới biết người mà ông cho món quà đó chính là Chúa Giêsu. Thành thử, khi ta bố thí cho ai, chính là ta bố thí cho Chúa Kitô. Quyết tâm, chúng ta hãy bố thí với tất cả khả năng có thể của chúng ta. Chúng ta hãy xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn với tất cả cố gắng của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng đi dự lễ nhiều hơn mỗi khi có thể. Chúng ta hãy dâng cho Chúa những đau khổ, những thánh giá hàng ngày của ta để cầu cho các linh hồn. Chúng ta hãy cố gắng đưa các linh hồn ra khỏi lửa luyện tội, thì các ngài sẽ đền đáp lại cho chúng ta gấp ngàn lần hơn nữa.